Chào toàn thể anh em nha. Hôm nay hai chú cháu tôi đi thăm bé rắn thì mới ra chỗ này có ngừ nên thăm hai cái đầu tiên thì kẹt đầu chết. Chú hai đang xử lý nha anh em. Đây là chuột với lại túi lứt. Cái này cũng chạy ngũ hành. Hồ quá. Hành nha anh em. Bữa giờ mưa bão quá, chú cháu tôi không có đi thăm được. Để lâu quá là chết. Chết sinh luôn. Thăm hai cái đầu tiên chạy hai con nha anh em. Đó. Rồi mình sẽ bắt ra luôn nha. Này không có đem cái cây chống quay. Để sẽ bắt ra luôn phụ chú hai. Tranh thủ đi để nắng lên. Đây là con đầu tiên xong thì mình mới bắt ra nha em. Hổ hành nha. Đó, bấm lưỡng. Rồi chú hai cho vô túi giùm con luôn nè. Quá ngon. Rồi, cho nó vô túi luôn. Này chắc cũng sợ đựng túi không đủ rồi chú Hà. Không đủ ra mình ép được. Dạ. Rồi. Rồi cho chuột đặt lại luôn nha anh em. Cái tiếp theo mình sẽ quay cho anh em xem. Ủa chậu đó, mọi người nghe cái tiếng thở đó đó. Kẹt không? Châu mà, con nghe tiếng thở đó mà. Dạ, gì đó. Hai chừng nó chui ra nữa, nó kẹt vào kia. Cẩn thận nha. Châu mà, con nghe tiếng thở mà. Ô, mà châu nhỏ. Rồi. Nhỏ à. Nghe cái tiếng nó thở biết mà. Ở châu nha anh em. Châu này chắc cũng nhỏ. Đó, châu này 5 lạng, 4 lạng, 5 lạng. Ừ. Đó. Đó. Đó mát đây. Luồng này đẹp á. Thằng nhỏ chạy trước, thằng lớn theo sau đi. Khỏi tháo bao ha. Khỏi tháo bao đi chú ha. Do mình tranh thủ để nắng. Có hàng nha anh em, cứ điều là thấy mừng. Ủa, ăn chuột cả luôn ha. Sao vậy, không chịu ra hả? Bẫy to quá, mời nằm đó luôn. Ui, từ từ cẩn. Thằng này nó cũng hung quá. Mấy anh nhỏ này hung ghê lắm. Ừ. Nhỏ hung ghê. Ồ, quá. Có hàng vậy là được rồi. Cho vô túi luôn nha chú ha. Thăm cái luồng mở rồi, hai cái, một cái kia con rắn to vô sảy nha anh em. Cái thứ hai được con trâu. Chồng mini, con này con nghé chứ con trâu vậy. Để nè, có hàng là mừng. Rồi hai con đã nha anh em. Có hai đấy chuột túi nào. Để giờ chưa? Để đây chưa? Để chưa làm chưa? Nó kẹt cái hôm. Kẹt ngay hôm. Thúi nó lên dòi nữa, cắn nhiều rắn vô ăn, nó cắn rắn hương rắn. Rồi ok. Hỏi hạt vô dùng không thấy.
Với lại mùa này thì mưa bão nữa, mình đi thăm nó khó khăn, nó cho lúa nhiều nhiều xíu cho con chuột nó sống. Hôm đấy về là trời cứ bắt còn 2 ký mấy. Dạ. Này lồng to nha anh em. Khu vực mới này toàn là đại ca không à, nên phải làm lồng to xíu. Gì ở dưới gì mà kéo lồng chịch rồi. Kéo không ra được luôn. Rồi ngon. Rồi tới cái lồng tiếp theo quay anh em xem nha. Để đặt lại đi. Cái lồng tiếp theo nha anh em. Nặng không? Thôi đang nặng hả? Vậy là có hàng. Có dừng hổ mèo. Trồn hả? Ui, trời ơi, trồn. À, chết. Ôi, cái này gọi là bao công này. Đó. Ui, túi đâu mà đựng. Chết cha. Hôm nay hai chú cháu đem có 2 cái túi. Để bà chú mới kêu còn mai túi rồi đó, chú hết túi. Chết cha, lát nữa giờ bên kia còn cái túi mà bữa mình gỡ. Này mà lỡ dính hổ mèo không mới khó mình à. Ủa nó phá cái hôm luôn chú hai ơi. À. Phá cái hôm nay là gãy mấy cái cây nè ha. À hư nhỏ này phá ghê lắm con. Dạ dạ. Hư nhỏ này nó phá ghê lắm chứ không phải như thằng kia. Bây giờ sao đây? Bây giờ cầm nó hay là sao? Cầm luôn chứ thì sao giờ. Cái thằng mà chở như 1 ký mấy là nó ít phá lắm. Nhưng mà cái luồng này nó còn nữa mình không đặt không được. Hay là còn rút một cái bên đây lát, qua. Lát là đó rút cái bên đây. Dạ dạ. Dạ qua đây. À. Bây giờ mình để cái này đây đi. Mình đi thăm hết rồi mình quay lại mình lấy rút cái kia qua đêm này về. Còn bầu công anh nha anh em. Vô một con trồn xinh tươi. Con này chắc được tí không chú hai? Được quá. Cá lộn. Mở bao ra cho anh em xem thành quả hôm nay. Cá lộn không tới sao. Nửa ký. Cái hàng này phá dữ sao? Phá ghê lắm. Hàng này nó đung nó phá ghê lắm, mà hàng lớn là không phá nhiều. Đó, dạ, dạ. Nó ngộ vậy. Đó. Cái hàng này phá nhiều. Tuyệt vời nha, tuyệt vời. Thấy là có dấu rồi đó. Cái hàng này là nó phá ghê lắm. Anh em xem rồi nhớ chia sẻ rồi like cho chú cháu là có động lực làm video mới cho anh em xem vui nha anh em. Vô. Thăm 3 cái mà chạy con, 2 cái con trộm, con trầu. Ok. Này gì để đây hả? Dạ, mình nhét lại đó luôn đi chú hai. Mình nhét lại đó, lát nữa mình lấy cái khác mình thay. Rồi đến cái tiếp theo mình sẽ quay cho anh em xem nha. Giờ chú cháu tôi tranh thủ đi để trời nắng. Nắng bữa nay nắng lên là nắng đẹp luôn á. Tới cái lồng tiếp theo nha anh em. Trong bụi đó chú hai, cũng quýnh luôn đó. Có cức à? Nặng không nào? Lắm. Ngựa hả? Ngựa to không? Ngựa to. Hổ ngựa nha anh em. Ồ, hổ ngựa. Thấu vào. Dạ thôi. Tranh thủ mình đi. Mấy con to quay cho anh em xem. Ý, cứt chà bá nè. Do trời chuẩn bị nắng nên chú cháu thì tranh thủ nha anh em. Cả anh em xem từ những con to rồi hấp dẫn rồi quay cho anh em xem. Mà thầm mấy cái được con hổ trâu hổ hành. Đây con bao công không có túi đựng. Con này nó cháu bỏ răng dữ lắm. Không bắt tay à? Nhỏ. Thấy cái luồng đơn giản hơn chú hai, quýnh vô là ngon ngay ha.
Rồi cho ra lụm. Ủa chưa chịu chạy ra không ta? Chưa cho ra đã hào hai hào thay chỗ hai hào. Ủa mất thời gian. Mất thời gian chẳng nổ. Chắc cũng được á. Đẹp hồ nắng này đẹp mất thời gian bóng lưỡng. Hai nặng nặng rồi nha anh em. Chắc bữa nay chú cháu tôi phải vét đuối luôn ạ. Mấy cái à? Mấy cái. Nhưng chọn mưa may luôn ta. Chúc cho cái đám mây coi. Rồi cho chuột đặt lại nha luôn nha chú hai. Tới cái tiếp theo quay anh em xem nha. Đây bảy quýnh trong đây chú hai. Gai không. Sớm giờ hai chú cháu đi mưa gió quá. Chịu không nào. Đó đó nằm trong đó. Gai quá chú hai lấy ra nha. Coi có không. Có gì không? Chết chà. Nhỏ quá hả? Rồi ra đây cho nó ra luôn đi. Bắt ra. Sớm giờ được mấy con nha anh em. Bây giờ mưa gió quá chuyển chủ yếu đi thăm một mèo nhỏ quá. Khỏi mở bao đi chú hai. Khỏi. Mũi mèo nó công nó phun mình đi tranh thủ. Coi này nè. Nó độc nữa ta. Đó. Ấy bắt cẩn thận cho con ấy nha. Quất cho cái là khổ á. Đó chú hai nói nha anh em, hổ mèo là nó có độc. Hổ mèo là như nó dạng như là hổ mang vậy đó. Nên nó con này nó phun độc. Phun xa lắm, phun tầm có 1 mét mấy 2 mét. Cẩn thận. Kiến vô là thấy đẹp trai liền. Hôm con nó cũng dài nó không khó ra nha. Túi cũng nó ngắn rồi chứ. Dạ. Để may túi dài dài vậy. Con này nó có độc nha anh em, không có mở bao ra đâu. Nó ra cho nó vô túi lưới cho nó gọn. Ra rồi nha anh em. Con này rất có độc. Để cẩn thận. Dép giảm không chú hai? Luôn nha. Đó. Bây giờ bỏ lúa vô bạn. Dạ. Rồi đặt lại cái. Ồ, ổ chín. Ổ chín nha anh em. Này có sâu rồi. Dạ, con quýnh trong góc á. Ồ, cái ổi chín ngon quá. Có hai thăm trong đó. Ngay chỗ cái ổi, góc cái ổi ạ. Đó, dòm vô. Nặng hả? Có hàng không?
vô à, hùng hùng hổ trâu 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 được con trâu trâu ngon quá. Ồ, vô đó, con này vô chắc cũng được mấy ngày rồi chứ chạy cái đầu thứ hai mở bao luôn á. Vô nha nè em, có hàng ngày mưa bão nha. Đã trâu đen luôn, tuyệt vời nha anh em. Hôm nay cũng được ký không chứ hai, trâu đen này nặng á, lòng nặng lắm, cầm nó coi. Dạ, thì chú hai bắt con trâu đây. À, cái lòng con nó nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cái này anh hung quá. Vô. Thấy có trâu đi là thấy mừng. Con này không có độc nha anh em. Nói chung là cắn nó cũng hơi mệt mỏi một xíu, đau đau vậy thôi chứ. Đã. Úi chà, táp. Ký hả? Vô. Trứng. Ừ, cục thịt mập. Ú. Mở ra. Con này chắc cũng cần thay dao nè chú hai nè. Ha. Con này hình như là 200 rồi. Dạ. 200. Còn bóng lưỡng. Rồi, sắp rồi chú lên. Bóng lưỡng rồi. Nó ngon. Dạ, cho vô luôn. Sướng rồi nha. À, sớm giờ chú cháu tôi được mấy con, một con hổ trâu, hổ hành, hổ ngựa, con chồn cũng khá được nặng ăn. Nặng nặng thấy nặng 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 rồi nha, quá ngon quá ngon, ổn êm. Đây là khu vực mới nha anh em, khu vực mới này mới hạ xuống hăm mấy cái. Này đi thăm chuyến đầu tiên. Đóng được con hổ mèo, con hổ trâu. Chắc cũng còn khá. Bị lúa nó to chắc không bỏ nữa ha chú hai. Bỏ cũng được, không bỏ cũng được. Dạ. Bỏ chứ chua. À. Mệt chưa? Sướng chứ mệt vậy? Có hàng mà tự nhiên thấy phỉ. Rồi, cái tiếp theo mình quay cho anh em xem nha. Tới cái lòng tiếp theo nha anh em. Nặng không? Hai nặng hả? Hai nặng là có hàng. Nặng là thấy khói. Nghe mùi hành á. Chà. Ngựa. Ngựa mì. Ôi. Bánh mì một chút à. Ngựa nha anh em. Mì quá nhỏ. Nhỏ hả? Ừ. Mì quá nhỏ. Kệ nó, cho nó vô túi luôn. Mấy anh không ngựa. Nè anh cũng chịu đi chứ. Bánh mì nhỏ quá nhỏ. Thế chiếc đũa sao chú hai chọt được? Được chứ. À, chọc trong ha. Coi chừng phóng ra táp giống con hôm bữa nha. Để cái ngay luôn á. Đã. Ê, hổ hán quyền. Chết mày. Chết. Đó. Vậy là xong. Chưa cho kịp con nhỏ vô đó là coi như là thở không nổi luôn á. Ê. Con này chắc được 4 lạng không? Cỡ đó, ba là yeah. Bắt được mà, cỡ đó được. Nhỏ quá thì còn thả chứ còn cỡ đó thì được. Rồi cho vô luôn đi. Mình cái tiếp theo quay cho anh em xem luôn nha. Trời ơi, con anh em thấy gì chưa? Trời ơi. Tuyệt vời. Chà bá luôn. Thì làm sao ta? Cái này bữa nào phải mang đồ bảo hộ mới bắt được chứ lỗi này nó chết.
Dạ quá. Sướng sướng nha, chắc cũng phải là vài lít mật nha. Đó. Con quýnh cái lòng trong đó chú ha. Đó, có đường mòn gì không? Dạ dạ. Này chắc chăm lúa quá. Bữa trước chết chuột. Nặng không? Hà, vậy là có, bữa trước chết chuột bữa nay chạy ạ. Ui. Con mèo. Ui trời ơi, giằng lùm. Ui, con mèo. Rắn có độc nha anh em. Ra đây chú hai, ra đây, ra đây. Ở chỗ này cho nó im. Con này là rắn có độc nha anh em. Ổ mèo đó, hồi nãy mới được con nhỏ nè. Đó, giờ được con to hơn một xíu. Đội này phải bắt cho hết rồi để nó cắn người ta. À, mang đồ phòng vệ vô. Khỏi khỏi mở là mở. Dạ, mở luôn cho anh em xem nha. Anh em lưu ý nha, bắt hổ mèo phải rất hết sức cẩn thận. Mà mình với chú hai đánh bảy rắn là không có dùng thuốc nha anh em. Đó, đó, nó canh sẵn rồi đó. Đó. Ui xa. Con này nó phun một phát là vô mắt nó coi như rác lắm. Bốn lạ. Ba bốn lạ. Thấy không, thấy không, thấy không. Con này là hàng độc nha, em không có dám chơi với nó đâu. Hàng độc đó. Ui, chú hai đừng có bóp như đó vô với nó. Chờ chú hai sẽ bắt ra nha. Ê, 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 ê. Từ từ, từ từ, hung quá. Từ từ chú hai, mở bên hông bên này, nó chui bên này. Đó, cho nó quay đầu rồi mình thấy xỉ lên. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Con này lanh lắm đó. Đâu được đâu, được đâu, được đâu. Tóm lại đây nó ra vậy. Sợ nó phun á. Đi, ra đi con. Đã. Vô, vô, vô. Khép khép lại cái đuôi. Nào. Bốn lạng. Bốn lạng. Vô. Cẩn thận nha. Rồi, vô. Đó, đó, nó trườn lên, nó trườn lên. Nói chung là mấy con hổ ngựa, hổ trâu rồi mình giỡn mình chơi được. Chứ còn mấy cái anh hổ mèo này là không nên nha anh em. Đừng có chơi với nó. Nguy hiểm lắm, nghỉ chơi với nó đi. Nó không có bạn. Nó không có bạn. Nghỉ chơi với nó đi. Nó không có bạn, bạn với ai hết. À, bỏ dưới đó, bỏ bịch lúa đè lên cho nó cẩn thận. Rồi vô chuột vô lúa là còn bị lúa đó còn á chú hai. Con này chắc nó bữa mình chăm bịch lúa vô là nó mới vô luôn á. Nó ăn luôn, nó nằm mấy bữa nay. Sáu bữa nay. À, nói chung là có hàng là mừng anh em, cũng vớt vát tiền chuột qua con hổ mèo. Rồi nha, tới cái tiếp theo mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đây tiếp theo nha anh em, luồng này đẹp lắm, lố này nè, không thấy cất luôn hả, làm như nó đi ăn sinh nhật ở đâu rồi, đâu, pu nó ỉa bên này rồi. Dạ. Giỡn chút xíu ỉa cũng cứ chậm bá. Ôi trời, giỡn khủng lồ. Con này quá đem về làm gì trời. Trời. Con này về đổi con chuột của chịu liền. À, được 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 được. Đang rồi. Trời. Anh em coi thời tiết này hôm nay này. Mát nhưng mà mày. Mày. Mày nhiều lắm. Rồi để đó đi, mình thăm cái kia xong rồi qua anh bắt luôn. Có cái sát bên nè. Tranh thủ đi, chờ mưa tới. Đang nữa bắt ra cho anh em xem nha. Chú cháu tôi thăm cái tiếp theo bên này coi.
chị nói hai giờ hai cái này đã có một. Nhưng mà hàng em biết. Làm như khu vực này rắn lớn đi đám cưới ở đâu hết á. Rồi đó, mấy thằng nhỏ đi trước, mấy thằng lớn sẽ theo sau. Chờ cho tụi mày về. Có không, có không? Chết chuột. Để đây, bỏ xử lý. Chết chuột rồi. Ui giời, thúi luôn. Không, cái lỗ đó con thấy không đẹp đó chú hai. Lỗ đó trồng chấm hả? Trồng chấm hả? Cái lòng tiếp theo đó quấn trong bụi này nè chú hai. Bụi này. Dạ dạ. Bụi đó là bụi dưới ta. Bụi dưới, bụi dưới. Bụi cây táo á. Thời tiết, anh em coi thời tiết mưa. Biết chạy không biết. Đó, trong đó đó. Nặng không? Có hàng nha anh em. Dạ. Vô. Con này cũng được. Ui nó mới vô chú hai à, con chuột còn luôn. Con chuột con ấy là chết rồi nhưng mà nó còn tươi. Con chuột này nó đến giờ nó cắn rồi nó chưa có nuốt. Dạ. Thấy con chuột còn mới không? Xình nữa hả? Còn giờ này nhỏ. To hơn con nãy xí. Giống bằng con mới chụp ạ. Không, lớn con nãy chứ chạy chụp lớn con này á. Dạ. Thấy không? Bữa nay toàn hàng em bé không? Mưa luôn rồi. Ừ, mưa gió. Mưa thì nó mát. Ồ. Kệ nó. Mưa bão mà. Có là được là mừng. Như vậy là đã trúng rồi chứ nha anh em. Vài bữa nữa là coi như nó mà chạy mạnh rồi là coi như là ngày quốc thôi chứ chạy liên tục vô là hàng ngon. À ra đó. Thấy không? Chú hai thấy cái bẫy con nhỏ nhỏ xinh xinh không? Chính con cũng nhỏ nhỏ xinh xinh luôn. Cái cỏ ủa sao cái lử nó lòi cái lử nó ngược ra sao ta? Bị hôm chọt ha. Ồ, hôm chọt là lử luôn. À, tranh thủ rồi chú hai. Ồ, mưa to tới. Mưa tới nha anh em. À, chú cháu tôi đi cũng thăm bể rắn rồi quay cái cận cảnh rồi cho anh em xem. Anh em nhớ xem rồi ủng hộ cho chú cháu rồi có tinh thần đi mưa gió rồi làm clip cho anh em xem. Ở đây hành long giá cũng nắng lắm à. Cần dùng hành long á mình liên hệ nha. Dạ dạ. Rồi vậy tới cái tiếp theo mình quay cho anh em xem nha. Mưa quá tắt điện thoại nha. Thôi cái lòng tiếp theo nha anh em. Trời mưa to rồi. Này là trâu này chắc phải tầm có 4 kg. Trâu 4 kg
đó, con quấn ngay cái hốc dưới nè. Đã, 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 đã. Quấn trống trống đơn giản nha. Nặng không? Nặng. Vô, 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 vô. Mưa gió cứ nặng là vô. Rồi, cũng thấy vàng lồm luôn. Mèo, mèo, mèo. Mèo to. Ra trống rồi vô ha. Mùi gió mà cứ nặng nặng là thấy khoái. Nói cho anh em coi nha, con này con rắn độc mà. Rắn độc nha anh em lưu ý nha. Con này là cẩn thận cặp mắt mình. Nó phun cũng canh ngay cặp mắt mình nó phun không á. Anh em bẫy rắn này mới chơi cũng nên lưu ý nha. Kinh nghiệm của anh em truyền đạt lại là chú cháu tôi cũng truyền đạt lại là cho mọi người là con rắn độc và con rắn không độc để mọi người chú ý. Đó. Đây còn cả con mèo nha. Rất là độc. Con này cũng cho coi cũng cho 6 lạng không chứ. À cũng nên 6 lạng à. 6 lạng à. Trời ơi nó phình rồi. Thôi á. Nghe nó thiệt không? Hết sức nguy hiểm nha anh em. Con này phun ghê lắm á. Dữ, con này dữ á. Hùng á. Để đi ra quay cho cạnh chú Hai bắt thôi cho anh em xem nha. Dữ ta. Bình tĩnh chứ. Từ từ chú Hai, từ từ. Đó, nó chết rồi đó. Chú cứ hung dữ chi. Từ từ. Rồi. Đó bị hôm chọt. Hôm còn bén lắm. Nó mà sàn qua là bị chọt là né liền. Đâu có đơn giản được. Chạy con. Chạy. Ồ nắng lên lại rồi. Nắng lên lại rồi mừng. Ui ui. Cái túi không vô. Rút rồi, rút ra đó, rút đuôi ra đó. Ôi ý luôn kìa, ghi gì. Mày lấy chớ mà ý một cực, đóng cực. Ui, giờ bị ý coi. Đá ý vô, ui, giờ một túi luôn. Thôi rồi đã. Chết chàng. Chút chàng phải làm một bãi hết sức khủng khiếp. Lâu ngày phải đâu ấy. Thiệt tình. À bá lửa luôn. Ô chà chi. Là ô nhiễm qua máy. Ba này mới may nha anh em. Ô nhiễm qua máy của con của cháu. Dạ. Giờ nhà con phải thiết kế mấy cái bao dài. Dài để cho nó thoải mái. Mình sử dụng mấy cái này khỏe lắm. Dạ. Chứ ngắn quá sợ nó chở đầu. Rồi cho chuột vô đặt lại luôn nha anh em. Để cái tiếp theo quay cho anh em xem nha.